Nhân dịp ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin đã gửi thư chúc mừng. Trong thư, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga nhấn mạnh sự hợp tác có tính chất xây dựng giữa các đại biểu Quốc hội Nga và Việt Nam thúc đẩy việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga chúc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đạt nhiều thành tích. Trước đó, thông tin vào ngày 21 tháng 5, nhân dịp ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, Chủ tịch Quốc hội Lào Saisomphom Phomvihane, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khun Sudari, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez đã gửi thư chúc mừng. Nhân dịp ông Tô Lâm được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam, lãnh đạo các nước Nga, Brunei Darussalam, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, Palestine, Sri Lanka đã gửi điện và thư chúc mừng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng chân thành đến ông Tô Lâm nhân dịp ông được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam. Ông Putin nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Nga đang phát triển năng động trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, bày tỏ hy vọng rằng trên cương vị Chủ tịch nước, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương mang tính xây dựng trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích của hai dân tộc nhằm củng cố an ninh và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanan Bolkiah khẳng định Brunei Darussalam và Việt Nam tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài, bày tỏ mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quý báu này cả về song phương cũng như đối tác thân thiết trong ASEAN. Tổng thống UAE Seyed Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Thủ tướng Sri Lanka Dinesh Gunawardena đã gửi điện chúc mừng đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống nhà nước Palestine, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine Mahmoud Abbas đã gửi thư chúc mừng đến Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhân dịp ông Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước Việt Nam và ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Tổng thống Mông Cổ Ugnagin Kurensuk và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Gombozat Zandansata đã gửi thư chúc mừng. Trong các thư chúc mừng, các nhà lãnh đạo Mông Cổ khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Mông Cổ và Việt Nam, bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đất nước Việt Nam ngày càng phát triển thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc. Mông Cổ khẳng định sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các lãnh đạo Việt Nam nhằm củng cố quan hệ song phương, tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước. Các lãnh đạo Mông Cổ trân trọng mời ông Tô Lâm và ông Trần Thanh Mẫn thăm Mông Cổ để đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Mông Cổ trong năm 2024. Phái một lãnh đạo các nước. Nhân dịp Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các nước Lào, Trung Quốc, Campuchia đã gửi điện và thư chúc mừng. Theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ rất phấn khởi và nhiệt liệt chúc mừng ông Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho rằng điều đó thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho ông Tô Lâm. Ông Thongloun Sisoulith khẳng định rất vui mừng khi được làm việc với Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào Việt Nam ngày càng tốt đẹp và đơm hoa kết trái. Đồng thời, ông tin tưởng chắc chắn với trình độ, năng lực và kinh nghiệm phong phú đã được tích lũy trong nhiều năm trên nhiều cương vị quan trọng khác nhau, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ cùng lãnh đạo Việt Nam, lãnh đạo đất nước và nhân dân tiếp tục giành được những thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, nhằm đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng trước tin ông Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, núi sông liền một dải. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Sự kiện mở ra chương mới cho quan hệ hai đảng, hai nước, đồng thời vui mừng nhận thấy các bộ ngành địa phương hai nước đang đẩy nhanh xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam đạt được tiến triển tích cực. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định hết sức coi trọng quan hệ Trung Việt,
sẵn sàng cùng Chủ tịch nước Tô Lâm duy trì trao đổi chiến lược, dẫn dắt việc xây dựng cộng đồng tương lai Trung Việt đi vào chiều sâu, thiết thực, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước. Ông Tập cũng gửi lời chúc Việt Nam phồn vinh thịnh vượng, nhân dân hạnh phúc, chúc Chủ tịch nước Tô Lâm đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trên cương vị mới. Cũng bày tỏ vui mừng và chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước, Việt Nam sẽ giành được thành công to lớn, có sự phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực và duy trì vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Quốc vương bày tỏ hy vọng quan hệ giữa nhân dân hai nước ngày càng gắn bó gần gũi, tiếp tục duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tốt đẹp hơn nữa. Trước đó, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 5, nhận tín nhiệm cao từ các đại biểu Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, 472 trên 473 đại biểu Quốc hội, chiếm 96,92% tổng số đại biểu Quốc hội, đã tán thành thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng ngày, 465 trên 465 đại biểu Quốc hội, bằng 95,48% tổng số đại biểu Quốc hội, đã biểu quyết tán thành thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 với Đại tướng Tô Lâm. Sáng ngày 22 tháng 5, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành quy trình bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định về việc bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ cũng được các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua với 472 trên 473 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,92% tổng số đại biểu Quốc hội. Tiếp đó, tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức, nguyện trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp. Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ trước Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước. Tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Phát biểu nhậm chức ngay sau đó, ông Tô Lâm trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu và giao cho ông trọng trách Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy giới thiệu ông đảm nhận trọng trách cao cả này. Chủ tịch nước cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân trong giai đoạn mới, kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả, tiên tiến, phát triển, nền chính trị tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền hiện đại, ký kết các điều ước quốc tế nhân danh nhà nước, chăm lo xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc gắn với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tân Chủ tịch nước hứa sẽ đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt, không ngừng rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, đề cao trách nhiệm nêu gương, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng hoa chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.